À, xin chào mọi người, chào mọi người mọi là với chế nào mà mình hôm nay và hôm nay mình sẽ tiếp tục chế một vài game mình là quỷ sinh thế nha bạn. Và hôm nay chúng mình tiếp tục chế cái trò chơi là không giao nhau. Các bạn nào giờ nào let's go mẹ. Đây. Các bạn có ba biết mình chơi rồi. Các bạn sẽ không nói lại đâu. Bây giờ đang mày khó chút nè. Không giao nhau thì các bạn chỉ có ba mẹ mày này đó không giao nhau chỉ cha mẹ thì chúng ta có rất là nhiều cách giải đúng không bạn, dù có cái bạn mà nhấp bí thôi hai đứa ở nhà nghe mà nhấp xa hơn cũng được nữa. Ví dụ mà chiều mẹ về thì coi tắm rửa. Rồi giờ mẹ ăn cơm nha. Bạn khó dạy đây các bạn. Ô bé đây được không nè. Để bạn khoan cách dạy này nè. Ê. Đó, vậy mới đúng rồi nha mẹ. Ba biết bột nè bạn. À. Bạn này bạn sẽ nấu sao nè, cho bạn hầm một bên nữa. Đó, vô đây được rồi. Chưa. Rồi, quảng cáo bạn à. Xin mời. Cái này thì sẽ vô đâu ta? Dạ ba không mới được. Ý đúng hay là có lúc mà dạ ba bạn này thì dạ ba không được, cũng không được các bạn. Dạ ba thì mới bị màu đỏ các bạn. Hai mình thử dạ ba đó. Đúng rồi đúng rồi đúng rồi bạn. Rồi gì rồi biết hai bạn này hả? Bạn chỉ cần góp hai cái này vô thôi sẽ đó kẻ bài xuống đó. Rồi. Ê, bạn mày hơi căng nha. Để mình xem. Không được. Rồi, như vậy bị màu đỏ, bị màu đỏ rồi. Kéo mày lên đây. Ừ, được. Thì tắm hai bé baby. Cái này ra và cái này rút vô này. Đó vậy đúng rồi nè. Tiếp tục nào. Rồi là quảng cáo. Rồi bạn này nè. Cái này lên cho bài này xuống đó. Ta cái nè. Ô dựng đã không được cái nè. Cái nè. Cái nè. Chị vậy nó tư. Đang tiền cấp các bạn nha. Cô nhớ các em nha. Đang băn khoăn các bạn à. Không được rồi.
Ok được nè. Khó giả của trẻ mày ghê luôn á mày. Rồi chơi bếp nào. Rồi qua bận dòng cái cáp thế. Nói nào. Đó. Ok. Đó. Đó, trời ơi. Tụi nay không chạy được rồi chứ. Là quan cáp. Đó. Easy luôn rồi. Đó. Vào mèo là quán cáp đắt Rồi như vậy chờ không giao nhau mình đã hoàn thành cái phần dễ nha bạn. Và cái điểm sáng tạo hiện giờ của mình đang là 14 điểm. Oh my god, nhiều thiệt bạn. Giờ mình có 14 điểm sáng tạo. Rồi giờ chúng ta sẽ đến với tựa game thứ 2, đó như là 1 mét nói liền. Thì cho chơi mày có cách chơi nhưng mà thì bạn phải dùng này chỉ một đường và nó sẽ che phủ hết toàn bộ. Chỉ dùng một đường hai mà nó sẽ che hổ hết tất cả cho mày luôn mày.
Khoan. Đó. Chấm mấy với gà ha. Chơi cho mày coi. Đây đây, xong cho anh em xem bộ sưu tập Akatsuki mà Ngọc Nhi đang sở hữu này. Có cả Itachi ngầu đét. Nè. Hey bạn, được 10 dòng của trò chơi này, hey bạn sẽ được cái phần tách nha bạn. Thì mình cũng không hiểu mấy danh hiệu làm gì và cái vai trò của nó mà. Mà hôm nay mình cứ kệ, được bao nhiêu. Để đó đi, kệ đi. Mình tâm chi. À. Chắc là phát đầu nè. Đó, từ đây bốn rồi. Đúng rồi. Đây hộp nè. Rồi, hai xong tiếp theo. Trước khi bếp bầu của em sẽ cập nhật một homepage mới, đó chính là game này đã cập nhật một phiên bản mới nha bạn. Đã cập nhật phiên bản mới nhưng mà mình thấy là chỉ là có cái trải nghiệm với sự lỗi nhưng mà chưa có gì mở đâu nha bạn. Nhà mà.
Phần bếp. Khi ai đó hỏi tôi hạnh phúc là gì? Be there in a minute.
channel. Now back to Hoopin' and Eatin' on Disney Channel. Ok, và video của mình đến đây là cũng rồi. Cảm ơn bạn xem mình. Hẹn gặp lại bạn trong những video sau nhé. Bye bye.